Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VOWN từ ngày 19 tháng 8. Chị, cô này là mẹ của con nè. Cô ở với cô, con về với mẹ rồi, ok? Đây đây, con đi với cô ấy đi. Đi đi chị, đi đi, đi với mẹ rồi của con đi. Lớp dinh dưỡng theo ca bồi cuốn cuốn. Bé thích, mẹ an tâm. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hai tuần trên VOWN. Làm ơn trả con lại cho tôi đi. Cô làm gì vậy? Làm ơn trả con lại cho tôi. Đó là con của tôi. Cô làm gì vậy? Đó là con của cô. Là con của tôi. Chính cô là người đã ruồng bỏ nó mà. Tôi chưa bao giờ từ bỏ con của mình. Là họ đã bắt con của tôi đi. Tôi xin cô. Tôi xin cô. Xin cô trả con lại cho tôi đi. Xin cô. Đừng có trả con lại cho tôi đi. Tôi xin cô. Xin cô. Đừng trả con lại cho tôi. Tôi xin cô. Là mẹ của con nè. Cô ở với cô. Con về với mẹ rồi, ok? Đi đi. Con đi với cô ấy đi. Đi đi chứ. Đi đi. Đi với mẹ rồi của con đi. Em làm cái gì vậy? Em làm con sợ rồi kìa. Đây 3 năm, khi nó vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, nó đã phải khóc hơn một tháng trời mới có thể bắt đầu quen với nhà mới. Bây giờ con muốn nó phải khóc thêm bao lâu nữa? Cô có biết là nó thích ăn cái gì, nó thích màu gì, thích coi cái gì, thích đi đâu chơi không? Yêu anh. Bảy năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hai tuần trên VOWN. Lớp dinh dưỡng theo ca bồi cuốn cuốn. Bé thích, mẹ an tâm. Tôi đi rồi. Con chỉ còn lại người thân duy nhất là anh. Đừng để cho con phải mồ côi. Thôi rồi anh, sao mày lúc nào nói cũng nhiều chứ? Tao cùng đường rồi. Mày nghĩ bây giờ tao còn phải quan tâm đến thằng nào nữa hả? Hả? Làm cái gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là người đã bày mưu bắt mất con tôi đi. Có Mỹ Kiều làm chứng, tôi vu khống anh chỗ nào? Thằng nhà giàu đó mới là kẻ chủ mưu. Thích tính sổ thì đi tìm nó mà đòi. Anh ta bị cướp mất con của mình, cướp mất người mình thương yêu. Anh ta có quyền trả thù tôi. Còn anh, lý do gì mà anh nhận tiền của anh ta hại tôi như vậy? Im đi! Tôi sẽ không im! Tôi sẽ không im lặng chịu đựng nữa. Tôi sẽ nói đến khi nào anh dừng là anh đã giết ba tôi, giết con tôi. Và anh phải trả giá cho những gì mà anh đã làm. Tao không liên quan gì đến cái chết của ba mày hết. Chị sao thằng Khoai đã từng mắt chứng kiến anh đưa ba tôi đi? Dạ ông ta đã nhảy xuống xe rồi. Đoạn đường nào? Là đoạn đường nào vậy? Bây giờ đoạn đường nào cũng có camera hết. Anh nói đi. Anh nói đi. Tôi sẽ giúp anh chứng minh anh vô tội. Không nhớ. Không nhớ hay là không có? Mày đừng có ép tao xử lý mày luôn đó. Tôi chờ. Mày sẽ hối hận vì đã thách thức tao. Con thật sự đã làm như vậy sao? Nếu anh chưa biết thế nào là đúng sai, tôi để cho các cô chú hàng xóm nói cho anh biết. Anh là người đã bày mưu bắt mất con tôi đi. Có Mỹ Kiều làm chứng. Tôi sẽ không im! Ở đâu? Nói đến khi nào anh đừng anh giết ba tôi, giết con tôi. Và anh phải trả giá. Dạ. Mày còn ép tao. Dâu ở đâu? Đi mày luôn. Cái gì? Còn ép tao. Đi về hết. Ép tao. Chuyện này liên quan tới các người. Đi về. Ép tao. Đi hết đi. Mày ở đâu? Ra đây chuyện tao nè. Đi lên. Trước đây con rất hận cô ấy vì nghĩ rằng cô ấy là hung thủ hại chết em Châu. Vậy còn bây giờ? Con phát hiện ra cô ấy chỉ nhận tội thay kẻ khác. Con bé hy sinh lớn đến vậy à? Anh thật giỏi dựng chuyện. Thật không ngờ, để che đậy cho mối tình sai trái của mình, anh nói dối sao? Ngày xảy ra tai nạn, Thiên Ngân không đi một mình. Cô ấy đã cùng người yêu đi ăn tối để kỷ niệm 7 năm quen nhau ở một nhà hàng gần nơi xảy ra tai nạn. Và đây là đoạn camera chứng minh anh ta là người ngồi ghế tài xế. Tôi đã xuống xe sau đó. Rồi anh đi về bằng cái gì? Tôi... Trạm xăng trên con đường gần đó có camera an ninh, và họ đã thu lại hình ảnh các chiếc xe đi qua đoạn đường đêm đó. Và con đường đó là độc đạo. Đừng có nói với tôi lý do là anh đi đường khác. Phải. Nhưng hôm đó tôi và cô ta đã cãi nhau rất lớn. Bởi vì tôi phát hiện ra cô ta đã phản bội tôi và có thai với người khác. Tôi đã rất tức giận, xuống xe rồi đi bộ vào một con đường đất để cố hạ cơn giận của mình. Có thể xác định ADN mà. Tôi vẫn còn lưu lại cuốn rốn con của chúng ta. Chắc là anh sẽ không từ chối chứ? Tôi sẽ không mắc bẫy các người. Với tư cách là người phụ trách các vấn đề pháp lý của khách sạn, tôi chỉ muốn khuyên anh là đừng nên quá tin người rồi giao dự án chuỗi cà phê cho một kẻ như cô ta. Nhưng mà không ngờ là anh vẫn tin cô ta, rồi bây giờ lại bôi nhọ danh dự của tôi. Anh Minh Huy đã bị kẻ xấu che mắt. Cháu hy vọng cô sẽ giúp anh ấy nhận ra đúng sai trước khi quá muộn. Cô thì lại nghĩ khác. Trước khi quá muộn, cô nên kể toàn bộ chuyện này cho ba con biết, để hy vọng là trong tương lai sẽ bớt đi một kẻ đáng sợ. Không ngờ cô lại tin người như cô ta. Bảo Ngọc, con là một người thông minh, nên cô rất tin là con biết sự thật là gì. Chẳng qua là con đang cố tình phớt lờ thôi. Chiều mai luôn đi, hai đứa đến gặp dì để trình bày về dự án. Và lúc đó anh em bận suy tính là sẽ quăng ba tôi ở đâu, nên không biết được là camera của trạm thu phí có ghi hình lại đúng không?
Bộ thằng cậu ấm đó không đi hỏi luật sư trước giùm cô à? Ba cái thứ này không đủ sức làm phiền thằng này đâu. Vậy sao? Vậy sao? Vậy sao? Nếu như pháp luật không xử lý được anh, tôi sẽ dùng sức mạnh của truyền thông, của xã hội để cả thế giới này phán xét anh. Tôi sẽ không cần phải làm gì cả. Nhưng tội ác của anh sẽ nhấn chìm anh. Ai sẽ chết chìm trước đây? Ba của thằng Huy đang cho người điều tra cô kìa. Định dựa hơi nữa để xử lý thằng này hả? Cô chỉ sẽ kéo nó chết chìm cùng cô thôi. Tôi đang rất là háo hức để được chứng kiến thấy cái cảnh nó mất sạch tất cả mọi thứ vì cô đó. Anh nhìn đi. Anh nhìn đi. Em ơi. Em ơi. Cô gì hả giận tôi riêng mình mà lại đi phá nát cả cuộc đời của người khác. Sự cao thượng đến mức khó chịu của cô đâu rồi hả Thiên ơi? Vion phiên bản toàn cầu miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.